Chúng ta cùng vào phần bấm máy tính siêu đẳng cho toán lớp 11. Chuyên đề đầu tiên đó là lượng giác, cũng là chương đầu tiên của toán lớp 11. Thì dạng đầu tiên đó là hàm số lượng giác. Trong hàm số lượng giác nó sẽ có tập xác định này, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất này, tập giá trị, hàm số chẵn lẻ và hàm số tuần hoàn với chu kỳ là bao nhiêu. Đấy là những cái dạng, năm dạng của hàm số lượng giác. Đấy, thì chúng ta sẽ tiến hành là vào câu số 1, tìm tập xác định của hàm số y bằng cô tang x chia cô đích. Bình thường thì chúng ta thấy là hàm số này muốn xác định thì kiến thức lý thuyết đó là mẫu phải khác không, nhưng chỉ chú ý đến hàm tang, hàm cô tang. Thì ở đây hàm cô tang thì mẫu cô tang thì bằng sin, cos trên sin, vì thế nên là phải sin khác không nữa. Đấy, tiếp theo ở đây cos của chúng ta phải khác không vì nó là mẫu, nhưng mà thường thì đi thi các bạn rất hay quên. Thế nên chúng ta sẽ sử dụng máy tính, và với sử dụng máy tính thì chúng ta sẽ không bị quên nữa. Quy trình bấm như sau, chúng ta sử dụng chức năng table, các bạn bấm 1, 7. Cách nhập như sau, đầu tiên chúng ta nhập biểu thức tử số trước và nhập biểu thức mẫu số sau. Các bạn thấy nhập biểu thức tử số là fx, chúng ta bấm cô tang. Tuy nhiên trong máy tính không có cô tang, chúng ta bấm cos chia sin. Bấm cos chia sin x, cos x chia sin x. Sau đó bằng nhập hàm số thứ hai chính là mẫu số. Mẫu số ở đây thì không phải là nhập cos x không, mà chúng ta cần phải bấm nó là 1 trên cos x. Bởi vì để thể hiện nó là mẫu thì các bạn cần phải nó đưa nó xuống mẫu, chứ không để nếu mà bạn để là cos x thì nó lại giống như kiểu ở trên tử rồi nha, nhớ đấy. Bấm bằng start. Start bây giờ thì các bạn nhớ chú ý này, start này nhập giá trị đầu cho biến x bằng pi trên 2 trừ 5. Tại sao là pi trên 2 trừ 5? Thì chúng ta là thử từng đáp án thôi. Thì ở đây thầy sẽ thử với các bạn đáp án A là cho k chạy từ trừ 5 đến 5. K ở đây là số nguyên, thì thầy chọn một khoảng từ trừ 5 đến 5 thôi, cho máy tính nó tính nhanh và nó không quá nhiều dữ liệu. Thì chúng ta sẽ bấm là gì ạ? Pi trên 2. Pi trên 2. Đấy. Trừ đi 5. Đấy. Trừ đi 5, đây là 5 pi nhé. Đấy. Bằng n, đó là pi trên 2 cộng 5. 5 pi. Đúng không ạ? Ấn bằng. Step ở đây các bạn lưu ý cho thầy như sau. Step ở đây là n start chia số giá trị thì nó chính là bằng pi luôn. Ở đáp án A nó là pi. Tại sao lại như vậy? Step chính bằng số nhân với k. Cái số nào mà nhân với k? Ví dụ ở đáp án A thì số nhân với k đó chính là pi, thì step chính là pi luôn. Còn B, số nhân với k là 2 pi, vậy step là 2 pi luôn. Còn D, step là pi trên 2. Đấy, các bạn cùng nhìn mà xem. Đây, cái số mà nhân với k là pi, cái số mà nhân với k là 2 pi, cái số mà nhân với k là pi và cái số mà nhân với k là pi trên 2. Thì step ở đây đó là pi, shift pi, ấn bằng. Thì các bạn thấy không ạ? Một cột thì bằng không hết, còn một cột thì error. Nếu như thế này thì có nghĩa là fx đang vẫn xác định, còn gx thì không xác định, như thế không chính xác. Phải là gì ạ? Cả hai thằng này cùng phải được xác định cơ. Nhớ nhá. Hay nói khác ở đây cả hai cột phải đều hiển thị error mới đúng. Tương tự thử sang đáp án B. Đáp án B thì fx vẫn vậy, gx vẫn vậy, chỉ có start khác thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là gì ạ? K2pi thì ở đây nó chính là 0 trừ đi 5 nhân 10pi, ok không ạ? Thì đầu tiên nó sẽ là trừ 5 nhân với 2pi. Kết thúc là 5 nhân 2pi nó là 10pi luôn, để viết cho nó nhanh. Step là 2pi. Thầy vừa hướng dẫn cái step rồi. Bằng các bạn thấy không ạ? Một cột error, một cột ra một hết. Như vậy có nghĩa là gì ạ? Chỉ được một xác định được một thằng một biểu một thằng thôi. Đấy, loại đáp án B. Sang đáp án C tương tự. Bây giờ là gì ạ? Trừ 5 pi. Cao 5 mà. Tiếp theo là 5 pi. Và step vẫn là pi. Ấn bằng. Đấy, thì các bạn thấy không ạ? Kịch bản lại được lặp lại, một bên error, một bên không error, như vậy loại. Đáp án D, k pi trên 2 là tiếp bằng start là gì ạ? Trừ 5 nhân pi trên 2 đến 5 nhân pi trên 2. Sau đó step sẽ là pi trên 2. Đấy, các bạn nhấn step và pi trên 2 vào. Bằng. Đấy, các bạn thấy không ạ? Cả hai cột đều xuất hiện error, cả hai cột đều xuất hiện error. Đấy, tức là với giá trị x mà khác k pi trên 2 ấy, thì hàm số này cả tử và mẫu đều xác định, ok không ạ? Vậy chúng ta chọn đáp án là D. Chúng ta sang bài tiếp theo.
Câu 2, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số này trên đoạn bằng bao nhiêu? Đấy. Đây là hàm, các bạn nhìn thấy là dạng hàm bậc 3. Nếu để làm cái này mà trên đoạn trừ pi trên 2, pi trên 2 thì gần như là các bạn sẽ khó đấy. Làm tự luận ít nhất phải 7 đến 10 phút mới ra. Thì dùng chúng ta dùng chức năng đó là table, bấm 17, nhập hàm số này vào 3 sin x trừ đi 4 sin 3. Đó, nhập như này máy tính tự hiểu. Gx bỏ qua, start ở đây là trừ pi trên 2. Step là pi trên 2. Người ta yêu cầu như vậy mà. N là trừ pi trên 2. Step thì chúng ta lấy cái này trừ đi cái này thì nó thành pi. Đúng không ạ? Pi trên 15. Đúng không? Bằng. Di chuyển sang cột Fx. Người ta yêu cầu giá trị lớn nhất thì bạn tìm xem số nào to nhất ở đây, các bạn chọn thôi. Số to nhất đây đang là 1 này. 0,8 vậy vẫn là 1 đúng không? Vậy 1 đang là to nhất. Đấy, di chuyển tiếp các bạn lấy 1. À rồi, như vậy là chúng ta thấy là giá trị lớn nhất vẫn là 1. Vậy chúng ta chọn đáp án là B. Đấy. Câu 3, tập giá trị của hàm số này là tập giá trị, hay nói cách khác nó cũng chính là gì ạ? Là cái giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các bạn này này, xem là y lớn bằng bao nhiêu, nhỏ hơn bằng bao nhiêu mà. Đấy, được không ạ? Đấy thì chúng ta cũng tiến hành bấm 17 nhá. Nhập hàm số này vào ạ, 4 sin x. 4 sin x cộng 3 cos x. Được không ạ? Bấm bằng. Đấy, bỏ qua. Start thì ở trên là người ta cho. Bây giờ người ta không cho thì các bạn tự cho thôi. Nhưng mà nhớ là lấy một cái khoảng nó rộng một chút, trừ đi 2 pi đi. À, đến 2 pi đi. Đấy. Rất là rộng rồi, và gần như bao trọn hết rồi. Thì nó sẽ chính là 4 pi chia cho 15. Đấy, thì chính là gì ạ? Lấy cuối trừ đầu. Cuối trừ đầu này chia cho số lượng giá trị bạn mong muốn, cuối trừ đầu. 2 pi mà trừ thì trừ 2 pi nó thành 4 pi chia cho 15. À. Các bạn thấy giá trị 3, giá trị nhỏ nhất ở đây rồi, 3, nhỏ nhất. Di chuyển tiếp xuống dưới, A, có âm 0,07 bé hơn, âm 3 bé hơn, âm 4,9. Các bạn nhớ nhá, âm 4,9 này nó chính là âm 5 đấy, bởi vì làm tròn lên mà. Bởi vì đây chúng ta đang tính tức xỉ, sấp xỉ, hiểu không ạ? Vậy giá trị bé nhất tính đến thời điểm hiện tại là âm 5, hay âm 2, loại. À, vậy là âm 5 đang là bé nhất, đúng không ạ? Âm 5. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là gì ạ? B luôn, ok chưa? Thế còn giá trị lớn nhất thì chúng ta xem là ở đây giá trị nào lớn nhất ạ? À, 4,97 cũng chính là sắp xỉ 5 luôn. Để chọn đáp án B. Đấy, rất là nhanh gọn. Câu 4, cho hàm số này là hàm số chẵn hay lẻ? Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu lý thuyết thế nào là hàm chẵn và thế nào là hàm lẻ. Hàm chẵn là S tại trừ X bằng chính Fx. Hàm lẻ là S tại trừ X bằng đối của Fx. Hay nói cách khác, cùng dấu thì chẵn, trái dấu thì lẻ. Chúng ta sử dụng chức năng table nốt 17. Nhưng mà phải nhập hai hàm số luôn. Đấy, các bạn nhớ này, nhập hai hàm số cùng một lúc này, thấy không? Đấy, nhớ chuyển sang gradient nhé. Nhập đầu tiên là nhập cái hàm ban đầu vào là nhập hàm fx 2 sin x. 2 sin x trừ 4 tan x chia cho 5 cộng cos x. 5 cộng cos x. Đấy, đây là fx xong. Bây giờ tiếp gx chúng ta nhập biểu thức f bằng trừ x, được không ạ? Thì chỗ nào có x chúng ta thay bằng đối của x, tức là 2 nhân với sin của trừ x, được không ạ? Trừ đi 4 tan, 4 tan của trừ đi x xuống dưới, 5 cộng với cos trừ x cộng với cos của trừ x, chỗ nào có x thay trừ x mà, bằng start. Bây giờ start thì các bạn chọn là gì ạ? Giá trị đầu là trừ 10 đi. Bởi vì người ta không yêu cầu gì nên các bạn tùy ý chọn. Kết thúc là 10 đi. Bởi vì để như vậy nó vừa có âm vừa có dương và nó đối xứng nhau. Step thì lấy 10 trừ đi trừ 10 nó thành 20 chia 15 là chia cho số lượng giá trị. Đấy. 15 là các bạn mong muốn 15 giá trị thì nó hiển thị ra thôi. Chứ còn các bạn thích thì các bạn nhập 20, 25 vào cũng được. Nhưng mà máy tính nó tính lâu. Được chưa? Các bạn thấy không ạ? Nó hiển thị lên hai cột Fx và Gx. Thì các bạn thấy là hai giá trị này là như nào với nhau ạ? Đối nhau. Về độ lớn là bằng bằng nhau, đây 0,8, đây 0,8. Khác nhau về dấu hay nói khác là đối. Đối nhau. Thì đối nhau đó chính là hàm gì ạ? Đây, đối nhau thì đó chính là hàm
50, chọn đáp án A. Xong. Các bạn có thể di chuyển trỏ chuột xuống bên dưới để kiểm tra thêm các đáp án bên dưới. Ok không ạ? Xong. Câu số 5, hàm số này tuần hoàn với chu kỳ là bao nhiêu? Đấy, thì bình thường thì chúng ta thấy là làm bài tập về chu kỳ thì thường là chúng ta rất là băn khoăn mà không hiểu thế nào được gọi là chu kỳ, thì chúng ta vào lý thuyết. Hàm số tuần hoàn chu kỳ T nếu f của x cộng với t lớn bằng fx với t là số dương nhỏ nhất, nhớ nhé, nó phải thỏa mãn hai điều kiện, thứ nhất là dương, thứ hai là phải nhỏ nhất, thì chúng ta cũng dùng table thôi. 17, nhập hàm số này vào đây, nhập biểu thức vào cos 3x nhân với cos x, đúng không, ấn bằng, bỏ qua rồi x. Start thì các bạn chú ý là cho x bằng pi trên 3. Đấy, thì các bạn chú ý này, tại sao lại là pi trên 3 thì các bạn để ý là đây là các đáp án, đúng không ạ? Và các đáp án này nó chính là chu kỳ. Chu kỳ là thay vào nó phải bằng chính giá trị ban đầu. Thì chúng ta tiến hành là nhập giá trị đầu tiên, pi trên 3 là giá trị bé nhất. Thì tuần hoàn thì nó phải k lần pi trên 3, nó vẫn phải bằng chính giá trị ban đầu. Vậy chúng ta nhập đó là k, chúng ta thay bằng 10 pi trên 3 đi. Đấy, để xem là nó có đúng là tuần hoàn hay không. Step thì chúng ta lấy đó chính là giá trị của từng đáp án, đó chính là chu kỳ luôn, xếp pi trên 3. Đấy thì các bạn thấy chú ý là gì ạ? Đáp án bé nhất và cùng một giá trị thì là đúng. Thế các bạn chú ý là gì ạ? Đấy, thì sang cos fx chúng ta thấy là đang trừ 0,5 nhưng nó nhảy lên 1. Như vậy là đây không phải chu kỳ rồi. Chu kỳ thì tất cả các giá trị của cos fx này nó phải bằng nhau. Vậy tương tự chúng ta thử cho đáp án B. Start bây giờ là pi trên 4. Và kết thúc nó sẽ là 10 lần pi trên 4. Step sẽ là pi trên 4. Bước nhảy mà. Các bạn thấy không ạ? Nó là trừ 0,5 lại sang 0. Như vậy là không bằng nhau, vậy loại. Tương tự, thử đi ạ. 3 pi. Đúng không? Kết thúc là 10 pi là thành 30 pi đi. 10 x 3 mà. Step chính là 3 pi. Bằng. À, các bạn thấy không ạ? Tất cả các giá trị x nó bằng 1 hết này. Nhìn không? Vậy là rất có nguy cơ đáp án D, đáp án C sẽ là đáp án đúng. Dạ. Tuy nhiên đáp án D chúng ta cũng cần phải thử lại cho chắc chắn. Bởi vì nó chưa thỏa mãn là bé nhất mà. Tắt là pi. Kết thúc là 10 pi. Bước nhảy là pi. Ấn bằng. À, đáp án D chúng ta thấy là gì ạ? Nó cũng tất cả các giá trị bằng nhau. Nhưng giữa đáp án C và D thì D là giá trị bé nhất. Vì thế D đúng. Đúng không ạ? Phải thỏa mãn hai điều kiện dương và bé nhất mà.